Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thắng Béo Thay Là Công. Trong video ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu với các bạn cách đăng ký 4G Viettel 5.000 một ngày và cách đăng ký gói cước 1 tháng của nhà mạng Viettel. Và đây là những gói cước nào, vậy bạn hãy cùng mình khám phá ngay nhé. Đầu tiên, mình xin được giới thiệu với các bạn đó chính là gói cước ST5K. Giá cước của gói cước này là 5.000 đồng trên một lần đăng ký và bạn sẽ nhận được 500 MB và sử dụng trong một ngày. Để đăng ký gói cước ST5K này thì bạn hãy chọn tin nhắn theo cú pháp sau: ST5K dấu cách TL gửi tới tổng đài 9123. Và gói cước tiếp theo mình xin được giới thiệu gói cước tháng của nhà mạng Viettel, đó chính là gói cước SD90. Gói cước này thì bạn chỉ bỏ ra 90.000 đồng trong một lần đăng ký và bạn nhận được 45GB data tốc độ cao, tức là một ngày bạn sẽ nhận được 1,5GB data. Và để đăng ký gói cước này thì bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp sau: SD90 dấu cách TL gửi tới tổng đài 9123. Và gói cước cuối cùng của video ngày hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn, đó chính là gói cước V90B. Để đăng ký gói cước này thì bạn sẽ chỉ bỏ ra 90.000 đồng trong một lần đăng ký và bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao sử dụng trong vòng 30 ngày, tức là một ngày bạn sẽ nhận được 1GB data. Và đặc biệt hơn, bạn còn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút và miễn phí 30 phút gọi ngoài mạng. Để đăng ký gói cước này thì bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp sau: V90B dấu cách TL gửi tới tổng đài 9123. Chúc các bạn đăng ký những gói cước mình vừa giới thiệu cho các bạn thành công và tận hưởng những ưu đãi mà nhà mạng Viettel đem lại. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm tại website viettel.group. Tại đây mình cũng có giới thiệu các gói cước mới nhất và ưu đãi nhất của nhà mạng Viettel, xin các bạn hãy tham khảo và chọn lựa một gói cước hợp lý nhất với mình để đăng ký. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.